này xe gắn máy hay xe máy cày? Thì nó đó. Xe nó mua đó hả? Trời đất quỷ thần ơi. Chào người nè. Mày đi đâu đó? Lên đây anh chở cho. Xe mới khui thùng nè. Ưu tiên số 1 cho lụa đó. Mày ngồi yên đi thì lắc lắc nó kìm ghe à sao? Ông này làm như tôi có mối thù tiền kiếp với ông vậy đó. Tao, tao sợ cái xe của mày á kìa. Nó mà rớt xuống cái là hư hết cho mày. Chú Tư ơi, chú Tư. Chú mừng ơn cho con qua xong cái công chuyện gấp. Ờ, rồi đợi con về luôn nghe. Dạ, con chờ kết quả xét nghiệm hơi lâu đó chú. Lâu mau gì á, tao cũng chờ cho bay về hết á. Rồi, thôi con về luôn bác Tư ơi. Cảm ơn nghe. Trời ơi, mày ồn quá đi thằng quỷ ơi. Tôi lên nè. Tới bờ rồi đó. Lụa, hay là mình kiếm quán nào uống cà phê chơi ha? Đâu có được anh Út. Đang giờ làm việc của tôi mà. Trời ơi, hứa với lụa luôn. Khắp cái Cù Lao này á, chưa có ai có chiếc xe ngon như tôi vậy á. Máy vừa êm vừa giọt, lụa không tin hả? Coi nè. Ê, coi chừng. Anh Út. Đi đi, đưa cái tay đây. Đau quá. Đau chân quá. Cái xe gì vậy? Đau quá, chú xe cứu thương lại lên đi. Đau quá. Không, có sao không? Cái xe của tôi nữa. Sao nữa, cái thân mày mẻm lên, lo cái xe. Đau chân quá. Trời ơi, mày chạy xe sao nóng nổ vậy Út Lì? Đau chỗ này. Trời ơi là trời. Mấy đứa nhỏ nó đem cái xe về chưa? Đó. Cái này xe gắn máy hay xe máy cày? Thì nó đó. Xe nó mua đó hả? Trời đất quỷ thần ơi. Chắc tôi đứng tim tôi chết cho má con bà vừa lòng mà. Chỉ mình không biết đất ruột hả? Trời ơi, vậy thì máy móc nào chịu nổi đi chứ. Cái thằng ôn dịch ở đâu? Cái thằng phá gia chi tử nó đâu? Mà kêu nó về đây không có xe pháo gì với nó hết. Nói mà về đây hả, đập cho nó què giò, cho nó chết cha nó luôn. Cho nó chết. Chết mấy cô hồn ngoài kia luôn. Kêu nó về đây. Đi ra trạm xá băng tay chân gì rồi? Con ngài á, chết vì chiếc xe này chứ vẫn chơi hả? Tại sao không cho nó chết theo cái xe đi? Cái thứ ôn dịch cứ theo ám tôi hoài à. Xin không mà để vậy được hả? Để tôi kêu tụi nhỏ ra rửa. À mà không được, để tôi. Mà đứng lại, mà sung quá, mà sung ba khía quá. Tại sao không để cho sắp nhỏ nó làm? Ông nói vậy mà coi được hả? 40 mấy triệu của tôi chứ bộ ít lắm sao? Đưa cho tụi nhỏ, rồi tụi nó làm trầy hết xe thì mất hết giá trị. Ai mà muốn cực chứ. Đứng lại. Tôi cấm bà rửa cái xe này. Tôi rửa. Mấy đứa nhỏ đâu? Mở nước. Sao tao kêu mở mà không mở? Bà phụ dùng cái coi. Cậu dùng cái nón.